chào quý bạn, tôi đang có mặt tại Tota Thăng Long, địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm nay thì tôi đang giới thiệu đến quý bạn chiếc Tota Yaris phiên bản hoàn toàn mới 2019 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Như các bạn quan sát thấy là phiên bản trước mắt chúng ta được gọi là Yaris màu trắng ngọc trai, có giá bán niêm yết là 650 triệu. Yaris là một mẫu xe hatchback đuôi cọc và phù hợp với chủ yếu là nữ giới tại Việt Nam. Chiếc xe này thì nó có rất nhiều những cái ưu điểm để có thể trở thành một trong những chiếc xe dành riêng cho nữ giới và bán rất chạy. Thứ nhất là thiết kế trẻ trung. Như bạn quan sát thấy, toàn bộ cái phần đầu trước của xe này, mặt ca lăng được sơn đen bóng hết luôn. Đèn halogen projector, đèn sương mù cũng phá cách, vuốt hình chiếc lá. Mặc dù chỉ sử dụng cái đèn halogen ánh sáng vàng thôi, tuy nhiên thì tổng thể cái thiết kế mặt trước của Yaris này nhận được rất nhiều lời khen từ phía khách hàng. So với mẫu cũ thì tổng thể cái thân xe Yaris phiên bản 2019 này nó cũng dài hơn rất nhiều và mang đến cái sự thoải mái, rộng rãi hơn cho hành khách phía trong. Chiếc Yaris này ngoại trừ giá bán hơi cao 650 triệu, còn lại tổng thể tôi nghĩ Yaris là một mẫu xe rất là tốt, lành và cũng là chiếc xe mà có cái chi phí bảo hành, sửa chữa cũng như là thay thế rẻ nhất, thậm chí là còn rẻ hơn cả Toyota Vios. Chiếc Yaris này ở Việt Nam thì được ưa chuộng. Đấy, các bạn thấy cái cốp của chiếc xe rất là rộng, mặc dù là một chiếc hatchback, tuy nhiên thì cốp xe có thể nói là rộng nhất cái phân khúc hiện tại. Phía dưới cái tấm lót này chúng ta sẽ có lốp dự phòng và dụng cụ sửa chữa, còn kích thì cũng đã được để ở trên phía dưới gầm ghế lái. Chiếc Yaris này thì thực tế rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Xe thời trang nhập rất là lành, vận hành thì rất dễ sử dụng và xe cũng đã được trang bị những cái tính năng nội thất tiện nghi, an toàn ở mức độ vừa phải. Các bạn thấy đấy, xe được trang bị ghế da màu kem sáng, tạo cho chiếc xe có một cái không gian nội thất rất là rộng rãi. Và thực tế khi mà trải nghiệm bên ngoài ấy, thì chiếc xe này mang đến cái không gian rộng rãi hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng. Cái khoang cabin thì đơn giản hơn, ghế thì vẫn là ghế chỉnh cơ thôi, 6 hướng, có tích hợp những cái tựa đầu để chống gãy đốt sống cổ. Chìa khóa thông minh, rồi màn hình DVD cũng đã được trang bị trên mẫu xe này. Cái điểm mà tôi ấn tượng nhất có lẽ là nằm ở tính năng an toàn ở một cái mẫu xe cỡ nhỏ như thế này. Xe được trang bị hệ thống 7 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo và cả 4 phanh đều là phanh đĩa. Cũng khá ít chiếc xe trên thị trường ở cái phân khúc này được trang bị cái tính năng an toàn nhiều như vậy. Yaris cũng là mẫu xe đầu tiên của Toyota ở phân khúc xe hạng B đạt được cái chứng chỉ NCAP châu Á, tức là chứng chỉ an toàn 5 sao dành riêng cho châu Á. Chiếc xe này thì đang được Toyota Thăng Long bán ra với giá niêm yết là 650 triệu, và cái chương trình khuyến mại thì nó sẽ dao động khoảng tầm 20 triệu tùy từng thời điểm. Các bạn có thể trả góp hoặc trả thẳng. Trong trường hợp nếu các bạn trả góp thì hãy chuẩn bị trước khoảng 20% giá trị xe, tức là khoảng 130 triệu tiền xe cộng với chi phí đăng ký và ra biển. Nếu ở Hà Nội thì các bạn chuẩn bị thêm khoảng 100 triệu, còn nếu ở biển tỉnh thì các bạn chuẩn bị thêm khoảng 70 triệu. Có nghĩa là để sở hữu được chiếc xe này thì tối thiểu các bạn cần chuẩn bị khoảng 200 triệu tiền xe và tiền đăng ký. Nếu ở Hà Nội thì con số đó là 230 triệu. Đây là chiếc xe Yaris màu trắng, và nếu các bạn thích những màu khác ví dụ như màu đỏ, màu cam, có thể xem ở trong clip video bên dưới. Chi tiết về giá bán và khuyến mại, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline để được có giá tốt nhất vào thời điểm hiện tại. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.